Dạo này nghe nói trên mạng đang có cái trò chơi cái gì mà Power có vẻ là khá là giống Pokemon. Đấy, mình thấy hot hot thì mình cũng tải về thử. Vào game thì thấy có con Pokemon thật. Là cái con này này. Con này là con Hypno nhưng mà sao trông nó lạ lắm các bạn ạ. Rồi thôi khỏi diễn nữa đi. Friday Night Funkin' Hypno Lullaby phiên bản version 2. Vâng, rất là nhiều bạn bảo mình là hay chơi cái bản mod này đi rồi và mình sẽ phải chơi thôi. Để xem nào, bản mod lần trước phần 1 mình đã cực kỳ ấn tượng với những cái chế độ chơi của những cái gọi là cái đỉnh cao trong gameplay. Và phiên bản lần 2 này mình rất tò mò đây. Ngay đầu tiên vào menu đã có hai cái phần bị khóa lại. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều thứ đợi chờ chúng ta mở khóa đây. Vào luôn chế độ chơi cốt truyện xem như thế nào đây. Đầu tiên chúng sẽ có, vâng, chỉ có một cái phần để chọn thôi, Hypno Lullaby. Nào, cắm cái băng này Pokemon này vào để xem như thế nào đây. À, có vẻ lốt hơi lâu. Ôi, vào luôn à? Vâng, mới sao vậy? Rồi, lại là phải bấm nút cách liên tục khi mà cái... Ôi! Con Hypno này nó hát luôn kìa. Ê, cái khó nha. Wow. Mình bây giờ phải bấm con nút cách đúng vào lúc mà cái thôi miên kìa. Nó rơi đúng ở giữa. Wow. Cái này đúng vào sự. Cái này là phải có một, như hồi xưa mình chơi là phải có một cái gì nhỉ? Một cái bàn phím khác để mà dùng chân bấm nút cách. Không, rất khó luôn. Ê, ok, quen tí này. Ok, mình không nhớ là cái con Hypno này nó biết hát luôn ý. Ok, mình mà không bấm đúng một cách đủ ấy là nó sẽ mờ màn hình. Ok, bài đầu tiên đã vượt qua và được 246 đồng tiền các bạn ạ. Why? Ok, cái bấm cách rất nhiều này, cách phải nhiều hơn rồi đó. Và Hypno đã biến thành một con quái vật. Ủa sao bà này không có cốt truyện gì nhỉ? Hơi lạ nhá. Thế rồi, cái này có khi là phải lấy cái bàn phím khác rồi các bạn ơi. Ok, cứ bấm từ từ đi. Ok, mình sẽ tập trung bấm trước đi. Ê, hey, trúng không? Trúng quá à? Đúng không? Trúng luôn đó. Một tay bấm cách, một tay
Một ngón tay bấm cách, một tay bấm nút cực kỳ khó luôn. Ok. Bây giờ phải chơi thử cái chất vật mới được. Ok ok, có chất vật dễ hơn đấy. Đó. Thế mình có thể nhìn thôi được rồi. Ok. Bác hơi bỏ chân nha. Ok, wow, mỏi chân quá. Wow, coi là mình phải để gác cái chân lên trên này này, trên bàn phím này mình mới bấm được cái nút cách. Còn đâu có lại đâu. Ok, mày ghê. Rồi, con Hypno nó cầm đầu con Friend lôi vào trong rừng. Để nó làm gì đây? Ủa? À, con Friend là phải kéo cho kêu con Friend tỉnh dậy. Rồi. Tưởng chửi ở bên trái à? Hơi lạ nha. Ok, cái này không cần bấm nút cách nữa. Thoải mái hơn một xíu rồi đấy. Yay. Ủa, mày hay nhở. Ô, ôi, không phải bấm nút cách à. Không phải bấm nút cách. Chân, chân, từ. Không phải bấm nút cách. Chân, chân, từ. Ôi. Ok ok, vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn. Chú các bạn ơi, không bình luận được một cái gì luôn á. Mày ăn Hypno, biến cái quỷ đúng ghê luôn. Bỏ chân quá. Ô. Ok ok, vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn. Mỏi chết quá. À.
Ôi, mỏi chân quá. Anh à. Tê tê tê. Thôi rồi, chớ nó cách đi. Rồi chớ tay bấm đi. Nó mỏi thế nào. Ô. Rồi ok xong. Chào người chơi. Muốn một băng game video game miễn phí không? À, chắc là mình phải chọn có đúng không? Chứ không thể là chọn không được. Ok, có. Nghe xong nhạc thì kỳ cục vậy. Ồ. Và chúng ta đã có băng miễn phí Lost Silver. À, đây là cái mà bài huyền thoại của Binary Funky đây, Monochrome trong này đây. Và hứa hẹn các bạn đây, mình nói trước nhá, chắc chắn sẽ có rất nhiều jump scare luôn. Vậy là còn phải gõ chữ nữa. Yes. Chúng ta sẽ đến với bậc Pokemon Creepypasta của thanh niên Silver. Ôi, mình bấm bên trái à? Ok, khỏi một nút cách là được rồi. Là xong hit roll rồi đó. Vẫn phải một nút cách ạ. À, nút cách là cho cái con Pokemon kia nó kêu hả? À để. Có gì đấy? Sao hả? Sao nó mất tiêu rồi? Ê! Cái thanh bên trái nó cứ tăng lên kìa. Ủa? Ủa sao nó giảm xuống? Ê, không ổn nha. Vãi à, Pikachu. Rồi sao giảm? Ủa, sao giảm? Ủa, khó vậy. Tự dưng bấm một lúc xong là cái con Pokemon của mình nó bay màu luôn. Thì con Pokemon của mình là con gì ta? Là con, tìm nhớ nữa nào. Hình như con này là con Chikorita à, đúng không ta? Không nhớ chắc con này con gì. Như kiểu là nó tạo ra cái nhiệt đấy để cho thằng bên mình nó không có bị đóng băng ấy. Nhưng mà chỉ dùng một số lần nhất định trong game thôi à? À, một lần là nó sẽ xuống hết. Ồ, ok. Thế là mình dùng cái hơi lãng phí. Ok, đợi cho nó lên cao cao một tí mình mới bấm này. Từ từ, đợi nó lên nữa. Xuống. Ồ, không phải xuống hết, xuống một phần thôi. À, hết mất tiêu rồi. Ôi, khó nha. Ủa sao vẫn thua? Ủa sao thua? Wait, what? Ủa sao thua ta? Đâu lại nào? Ờ, biết con này xuống một phần thôi. Rồi, đợi cái thanh lên một nấc đi, bấm đi. Xuống. Ok. Xuống. Ô, bốc 2 được. Bấm từ bốc 2 được nhá. Không cần phải đến đợi hết đến bốc 1. Đến bốc 2 mình bấm một lần nó mới xuống hết được về dưới cùng luôn.
Đúng rồi. Ok 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 ok. Xuống. Rồi, Pikachu, ok. Xuống. Ai đâu? Xuống. Ok. À, nó có đòn tấn công mình cho mình máu mình xuống ạ. Bây giờ là phải bấm thật là chính xác, không thể chờ được. Đó, mượt này. Ok, mình vẫn còn khá là bấm nữa, khá là tạo nhiệt nữa để cho có thể mình có thể sống sót được trong cái thời tiết băng giá này. Vẫn còn. Ôi, giờ mày đi, thằng khướng á, người nó tích cục gì rồi? Quá, không nhìn mình không nhìn sang mình thấy kịp ạ. Tập trung nhìn bên mình quá. Ôi, ê à. Gì ấy? Oh! Ok Pikachu. Tao sợ mày đâu đó Pikachu. Người ai đây nữa đây? Ôi các bạn, thật sự là mình không biết nhiều về cái Creepypasta Pokemon này lắm á, nên mình không biết là những nhân vật này là ai nữa. Ok, hy vọng không còn phải bấm thêm nút cách nữa nha, mệt lắm rồi. Chỉ cần phải bấm nút bàn mũi tên thôi được không ạ? Mặc dù mình chưa hiểu bài này là về cái Creepypasta nào, nhưng mà nghe nhạc cũng dồn dập, cũng hay đấy. Mà nút hơi dễ nha. Có vẻ như là mấy cái bài trong cái mod này á, nếu mà không có thêm những cái dị vào á, ấy à. Ok, không có thêm những cái dị vào thì nó lại không đủ độ khó đâu. Có thể vượt qua khá là đơn giản. Bài này độ khó của nó chủ yếu là tốc độ rơi nút nó khá là nhanh thôi. Chậm luôn kìa. Ok, thú vị đấy. Rồi. Bây giờ nhanh dần này, chuẩn bị tới lúc nhanh dần rồi đó.
Đó, 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 đó. Bắt đầu này. Ủa, nó không nhanh như mình nghĩ các bạn ạ. À, bài này chính ra cũng không phải nỗi khó lắm nha. Rất là đơn giản. Ủa trời, hết chết à? Hết rồi. Ok. Ê. Ô. Nó lại chậm lại một cách khá là khó chịu. Rồi hai cái đứa mình với cả cái thằng kia hát từ nãy giờ mà con Pokemon kia nó vẫn ngủ được là sao ta? Ngủ sâu mày. Ok, chúng ta đã xong được bài, cái này bài thứ 5 đúng không? Chúng chưa hiểu. Hay nói là chưa hiểu tiền trong game này để làm gì. Nên là cho mình khá là nhiều tiền sau khi kết thúc một bài. Và I'm dead đây rồi, Monochrome đây rồi. Yes, let's go. Và chắc chắn rồi, mình phải gõ chữ nữa. Vâng. Cái bài này có cái kiểu là hiện chữ ra những cái ký tự kỳ lạ trên màn hình. Và mình phải gõ biến nó thành ký tự tiếng Anh các bạn ạ. À, quá là quen thuộc với bạn nào đã chơi phần 1. Nào, jumpscare chưa? Cái gì đấy? Bu chấm than. B-O-O chấm than. Nào, dắt khe đi. Sẵn sàng rồi. Đúng rồi, đó. Gì đấy? Mình không dịch được kịp. Thề, cái đoạn gõ chữ này đúng mệt luôn á. Cái này nó sử dụng cái bảng chữ cái kỳ lạ ở trong game Pokemon mà thật sự rất là khó để mà phân biệt nhìn ra được. Để chơi được cái trò này á là phải có biết được bảng chữ cái. Thì mình xin mời thì đây thì bảng chữ cái nó như này này. Em edit, em lên trên Google em search cho anh Lost Silver Alphabet. Bảng chữ cái từ A đến Z, xong rồi cả hai cái dấu chấm than và hỏi chấm. Thì đây là cái bảng chữ cái. Và ok, mình sẽ mở nó sang một cái mình sẽ mở sang bên màn hình bên cạnh đi. Rồi. Và mình sẽ vừa chơi, mình sẽ vừa xem, vừa nhìn cái bảng chữ cái này để xem rằng là liệu mình có thể kịp để mà nhìn sang được không. Đúng khó luôn. Ok. It fail. Ok, nó đã thất bại. Và cả lúc cách nha các bạn nhá. Lại, ít lại, nó lại fail lần nữa. Ok. Mấy câu trong này nó kiểu ngẫu nhiên ấy.
Nên là lặp lại hai câu cùng lúc cũng không phải ngạc nhiên lắm. Eerie noise. Eerie noise. Kiểu những cái tiếng nghe rất là khó chịu à. Tiếng ồn khó chịu. Ma khứa này mất hai tay hai chân trông ghê vãi. Nào. D E A D A decapitation. Đúng không? D E C A P I T A decapitation là như kiểu là cái gì? Kiểu chặt bỏ đi các bộ phận trên cơ thể á. Ừ. Ăn ôn là không được sở hữu hả? Chưa hiểu ý nghĩa cái từ lắm. Can you see hỏi chấm. Mày có thấy không? Tiresome. Ok, lại tiresome. Đó. Rồi, thế nào? Cướp theo gì đây? Not W-A. Not welcome. Not welcome. Ok. Không được chào đón. Mày quá, vẫn kịp gõ. Tao sợ mày jump scare rồi. Tao sợ gõ chữ thôi. Không có một miếng sợ nào luôn đó mày. Rồi. Có chữ nào. Hopeless, vô vọng, ok. Oh, let's go, easy. Đó, khi mà... Ủa? Ôi, bro. No more. Anu. Chưa hết bài à? Ok, hơi tởm nha bro tởm quá rồi nha. Ủa? Fly Z A T R. Cái gì đây? Ok, không sao rồi. Như vậy là biết được là sau khi mình chiến thắng lần đầu, nó sẽ bứt cổ ra và nó sẽ tiếp tục bài khác, còn những cái từ khác còn khó hơn nữa. Ok rồi, để mình cố gắng là chơi để chiến thắng nào, mà lâu quá rồi. Ok. Bài này là bài vô cùng khó. Cái việc phải gõ chữ trong lúc mà vừa bấm nốt nhạc, vừa phải gõ cái dòng chữ hiện ra, thật sự nó khiến cho mình quá là khó khăn luôn. Mình hy vọng rằng lần này mình sẽ vượt qua được. It fail, vâng. Mới khởi đầu mà nó đã bảo mình là nó thất bại rồi thì có vẻ là, không biết có phải là một điềm báo không đây.
Leave hurry, rời khỏi đây nhanh đi. Don't belong, không thuộc về. Yeah yeah yeah. Nightmare. Ok. Mày quá, kịp dịch kịp. Cơn ác mộng. Ok. Thôi, đừng có jump scare. Mệt mỏi. Mình nhìn quá quen cái đoạn này rồi là không thấy sợ ấy còn nữa rồi. I'm dead, yeah. Mày chết với tao, nha. Cho dù mày chết rồi nhưng mà mày chết lần nữa. Nào, bứt cái cổ ra như khẩn trương đây nào. À, cho mày một lần duy nhất thôi cho mày bay màu luôn. Ok. Không cần thêm nữa. No more. Mono Tony. Ok. Oh, ok. Con nó mới nha mày. Asphyxiation gì đó. Một từ mình không hiểu. Mình chỉ biết theo chữ cái thôi. Cyndaquil. Nó tên có tên một con Pokemon. Ok. Possession. Cái sự quỷ ám gì đó. Thôi, mình đừng hù nữa, tao mệt rồi. Đừng hù nữa. Thành công rồi, mày mới khỏi no more, mày là no hope nha mày, lụm tiền đó. Chiến thắng Lord Silver và ủa vậy là story mode vậy thôi hả? Ủa, story mode cái này có thế thôi. Ủa, ảo ma vậy? À đây, chúng ta mở khóa ra được free play và Pokédex. Ở xem nào, Pokédex có cái gì? Có như, đúng là có như con trong game này đây. Pokemon Hypno và biến thành một con quái vật. Còn cái này thì là tởm luôn. Rồi, Gold Monochrome. Nó là Gold chứ không phải Silver các bạn ạ. Nó tên là Gold. Gold Frostbite Red Pikachu. Đây là Silver. Vẫn còn những con hỏi chấm chưa mở khóa được. Có thể mình sẽ mở khóa được ở phần free play đây. Rồi, free play nào, xem các bài ẩn trong cái mod này nào. Chúng ta sẽ có những bài ẩn như nào. Lại cái thằng này. Có vui không khi ngồi, khi mày là một thằng béo ngồi đó chơi game? Ủa mày trông xấu xí quá. Ủa cái gì? Ê này, tao bảo tao mua hàng mà sao mày chửi tao vậy? Đâu xem nào. Chúng ta hãy dùng tiền mình thu thập được là 1.400 đô. Mình sẽ mua được những cái đồ trong này. Có rất nhiều món đồ.
Ok, quả 666 này đáng nghi ngờ đây. Chỉ có quả cái đĩa 999. Chắc là mình sẽ mua từ từ đi ha. Mua từ món giá rẻ nhất đi đến giá cao. Cái nến 200 đồng đi. Lửa sẽ không dập tắt cho dù mày làm gì đi chăng nữa. Ok. Mở khóa được bài hát. Ai gì không biết. Ok, hay đấy, hay đấy. Như vậy là mình phải chơi để mình có tiền. Tiền mình lại mua những bài hát để mở khóa nó. Ủa? Đây là con Jigglypuff. Còn đây là Pico. Ê, tại sao mình lại phải đấu với con... Ê, phần nền nhá. Có một... Ai đó đang ở chế độ sáng tạo trong Minecraft và đang đung đưa. Ok, mình cảm thấy các bạn đủ hiểu đúng không? Ok. Con Jigglypuff này hơi ghê nha. Không biết cái này nó lại có jump scare lại hù dọa được chúng ta không đây. Cách mở khóa những bài ẩn này khá là thú vị đấy. Bắt chúng ta là phải chơi hết tất cả các bài thì mới... Tức là gọi là chơi từng bài một, chứ không được chọn bài nào trước để mà chơi. Ôi ôi ôi, cái mặt của nó kìa. Ôi ôi ôi. Trời ơi, Jigglypuff. Nó là một con Pokemon màu hồng cute. Nhưng mà tại sao lại thành thế này? Vâng, mình không hiểu tại sao là người ta lại nghĩ là cho mấy con Pokemon ở trong cái Creepypasta tởm lợm như vậy nữa. Ui, giọng khớp Pico lại đỉnh vãi ạ. Hình như là Pico này đã được nhận cái nhiệm vụ là đột nhập vào trong cái căn cứ Pokemon này để mà tiêu diệt mấy con quỷ Pokemon hóa quỷ thì phải. Đây, đặc biệt là con... Ai? Đặc biệt là con Jigglypuff này, xử nó đi cái nào. Tởm quá. Ôi. Ồ. Bài này cũng căng đấy. Tiếp một quả. Hơi cay. Bài thiêu phết nhở. Không phải là kiểu dồn dập liên tục mà có đoạn nghỉ, có đoạn căng, khá hay. Ok, có vẻ như hết bài rồi đây. Yeah. Okay, một bài cũng khá là cũng tạm thôi, chứ chơi nó là xuất sắc lắm. Tuy nhiên là cái cảnh tượng của nó khiến cho mình có một cảm giác khá là khó chịu. Không biết bao giờ con Jigglypuff kia nó sẽ hù vào màn hình chúng ta không đó. Có vẻ như không có. Chúng ta có thể chơi được một cái thoải mái. Rồi. Tiếp tục. Nào, mua tiếp nào. Mua tiếp đến cái đây nghe đi. 288 đồng. Mua nó thế nào? Trông có vẻ bình thường nhỉ? Rồi. Và mình sẽ mở khóa bài ở trên luôn. Nào, bài này là bài gì đây? Ồ! Đây là Silver đúng không? Silver đúng không? Mà sao dí sát mặt thế này? Hả? Gì đây? Dimension đang nằm ngủ mà thằng khờ đây đấy nó hát hả? Có thể ngồi dậy mà đuổi nó đi được không ạ?
Ôi, 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 ôi. Có vẻ không ổn rồi nha. Ôi, tốc độ rơi nút rất nhanh luôn. Đã thế, thằng khứa kia nó lột hát, nó đẩy máu về mình nữa. Mình mà bấm trượt là mình có thể thua luôn. Ôi, 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 đẩy hơi sâu nha. Ai à. Goodbye. Ôi. Ê, gì ơi, gì ơi, gì ơi. Rồi, bây giờ nó hóa cái thằng khí thật thật rồi kìa. Đúng là một con quỷ luôn. Ơi, máu này đẩy mày rồi. Ê! Hey. À! Ê! Hey. Ôi! Nó đẩy một phát máu mình tụt dưới luôn. Phát một cái bẻ cổ luôn ạ, ghê vãi. Ai à, ai à, ai à, ai à, ai à. Rồi không sao, lụng tiền là được rồi. Chiến thắng. Ok, bài hơi ghê nha. Nào, tiếp tục là mua cái máy chơi game này đi. Nào xem nào. Mở khóa được bài tiếp theo. Bài tiếp theo là bài gì đây? Ok, boyfriend. Đấu với... đây là Red đúng không? Red. Rồi girlfriend ở trong cái máy chơi game kìa. Cái này có phải đang ở trong thế giới game này. Kìa, mặt ngầu nhỉ. Ừ. Nhạc được đấy. Ây à. Cái này giống kiểu bị glitch ấy. Ây. Sao nó cứ để cái bên trái khó nhìn người ta. Isotope, không biết tên. Mình không biết ý nghĩa của tên bài là cái gì hết. Ồ. Ghê. Bài phết đi à? Rồi, tới, tới công chuyện. Phải hóa quỷ đi thì nó mới hợp lý đúng không? Bài này cũng khá đơn giản, không có khó khăn lắm nha. Ừ.
Nó lấy mọi thứ của tao. Giọng nói của tao, tự do của tao, di sản của tao. Và nó thay thế tao với một thằng nhóc màu tóc xanh. Ê, cái này là đang nói về bản Pokemon nào đây? Kiểu đúng đó. À, thằng nhóc tóc xanh là đang nói về thằng boyfriend. À. Ok. Chứ đâu phải là nói về một nhân vật chính nào ở bản nào của Pokemon đâu. Đấy là theo mình đoán như vậy à. Ngu. Ok, hay. Được, bài khá hay đấy. Rồi, lụm tiền. Rồi, Isotope là xong. Bài tiếp theo chúng ta sẽ chơi là bài 425 tiền đi. Con đấy không hát được. Là bài nào đây? Hả? Ê, từ. Wow, mình bao lại mà có cái màn hình này hay vãi. Chúng ta có cái con ngựa lửa đấu với con Jigglypuff. Không, mình là Jigglypuff đấu với con ngựa lửa. Đúng không? Từ. À, mình là bên phải, mình là ngựa lửa. Ok. Hay quá. Như là một cái trận đấu Pokemon với nhau. Khá thú vị. Ôi. Ok, hiểu rồi. Nó không hát được. Nên là, bạn thấy không? Nó bấm chật hết kìa. Jigglypuff nó không hát được kiểu này. Hay. Lần đầu tiên mình đấu với một đối thủ mà bấm chật sạch. Hay vậy. Ok. Cái này đã bắt đầu chuyển từ trò chơi bình thường sang trò chơi bóng tối à? Ê! Ê! Con kia nó đang... Nó quay về mặt chúng ta! Những người chơi! Ok! Tráo đổi sân chơi lại! Ok. Bắt đầu ảo ma Canada này. Mít một quả hơi cay nha. Tao biết mày tội mày lắm, mày hóa quỷ sao mày không hát được nữa thì mày tức, nhưng mà cấm mày nhảy vào màn hình nha.
Hết nhạc nhảy vào màn hình. Hết nhạc nó nhảy vào. Mày nhảy vào. Nó nhảy vào. Ok. À, mình bị mấy cái game cái kiểu kinh dị hù hù này nó hù nhiều quá, thành ra phải phản xạ rồi các bạn ạ. Không thể nào mà tránh khỏi chỗ đấy được. Rồi. Bài tiếp theo 500 đồng đi. Nào xem nào. Mở khóa một bài tên khá dài, chia ra thành hai từ, mỗi từ 5 chữ cái. Rồi ok ok xem nào. Hả? Ủa? Chọn một người chơi. Ô! Oh! Chúng ta có một màn collab với của con Hypno với con này là con Lord X ở trong Sonic the Mega, và con này là con MX ở trong Mario's Madness. Wow! Những gọi là những cái creepy pasta, cái nhân vật kết hợp với nhau à? Và mình phải chọn một trong ba nhân vật này để chơi. Thì chắc là đang trong mod Hypno thì chọn con Hypno ha. Chọn đâu sao nữa? Là mình. Wow! Ôi, đây là chỗ của những cái con creepy pasta trên khắp thế giới kìa. Hay vãi. Các bạn nhìn vào đây, các bạn có nhận ra những creepy pasta này không? Ôi. Và Ê, sao mày đẩy nó ta lên? Rồi, vậy là mình chọn nhân vật nào là mình sẽ chơi ở bên nhân vật đó. Nhưng mà của mình hơi khó chịu nha. Cứ gâu bay qua. Hề vãi. Ôi đừng. Đã không biết chơi cái nút đi lên rồi. Quá. Hypno thì đánh bài Pokemon, Lord X thì chơi bài Uno. Hề thật. Ôi, khó thế. Em không biết là mình mà chơi bằng thằng Lord X hay là con Mario kia nó có khác biệt gì không ra. Đúng bài collab kết hợp lại hay thật sự ạ. Khó thế. Lắc lên lắc xuống. Hay thật. Rồi ok, xong bài Pasta Night. Và xin tiếp theo nào. Chúng ta đi với bài 600 đồng đi. Bài này sẽ là bài ok, cũng là hai từ và cũng tên này cũng khá là dài. Ủa? Ôi what? Ê, cái con Hypno phiên bản cute này nó định làm gì đây? Đứng trên sân thượng và nhìn xuống dưới là thấy hơi sai sai nha mày. Bygone purpose. What? Sao? Mất đi mục tiêu sống à? Tạm biệt mục đích sống à hay sao? Lên sân thượng xong hát một mình ạ.
Em mà cái nút này nó rơi theo kiểu hơi khó chịu nhá. Nó không rơi theo tốc độ mà tốc độ gọi là đồng đều. Có nút rơi nhanh, có nút rơi chậm. Đấy, nó sẽ là cây à, nút đi lên là rơi nhanh nhất nha. Nút đỏ rơi siêu chậm luôn. Hả? Ok, quá khứ à? Hypno, đây có thể là chủ của con Hypno này. Ok. Quá khứ của kẻ phản diện là đây sao? Ok, đúng là quá khứ của kẻ phản diện nha. Thằng này đúng hơn rồi đó. Đúng con Hypno của... Nó sẽ ổn thôi. What? Chúng ta có một con linh hồn, linh hồn của chủ Hypno à? Quá, bài này nó hơi deep các bạn ạ. À, tốc độ nút rơi khác nhau, thành ra là bấm nó cũng phải chuẩn nha. Bấm là tưởng nhìn nút rơi xuống trước nhưng mà nút xuất hiện đầu tiên nhưng không rơi xuống trước. À. Rồi xong, linh hồn, có vẻ như linh hồn của cái con chủ của Hypno này đã siêu thoát. Wow, một bài hát vô cùng deep nhưng mình không hiểu cái quần què gì hết. Không hiểu cái cốt truyện ẩn sau đó là gì các bạn ạ. Rồi. Chúng ta còn có hai cái bài nữa thôi và mình sẽ mua cái đĩa 999 trước. Ê, mua nó là ủa? Ê, còn có 621 đồng sao đủ mua? Mua được không? Ủa? À, ta phải bán đi à? Tại sao ta phải mua đồ của mày chứ? Ủa? Ủa, thế là mình phải... Ủa? Ê! Vẫn còn những bài bị khóa này. Trong khi mình còn có hai cái ô nữa thôi. Mình còn có hai món đồ nữa nhưng có 1, 2, 3, 4, 5 bài ẩn bị khóa. Ủa, sẽ lấy đâu ra mà chơi được nhỉ? Được rồi, chắc là mình sẽ chơi cái bài Pastana này đi. Chơi ở một nhân vật khác để xem là nó có cho mình thêm tiền không. Chứ cái này là đang hơi bị thiếu tiền nha. Rồi, lần này mình sẽ chọn là Mario đi. Mario bên trái đi. Để xem là nó có đập cái bàn mình không. Wow, mình mà chơi Mario là mình bị chịu cái ảnh hưởng của Hypno. Phải bấm nút cách liên tục. Trời ơi, ok, lại phải dùng chân rồi. À, mệt thế mày. Bọn nó kiểu chết, bọn này bọn nó phá nhau các bạn ạ. Mệt thật chứ. Ok. Tưởng bọn này chơi với nhau, ai ngờ. Bỏ chân quá. Ở cái camera này các bạn không thấy chân của mình đúng không? Bây giờ mình phải gác chân lên trên cái bàn phím để bấm. Cho nó bấm đúng được cách.
Okay, bắt đầu. Bỏ chân quá. Thôi, bấm tay cho nó lành. Đây, bạn ạ. Ôi, bấm tay cho nó lẹ. Để chân lên đúng mệt. Ê, bấm tay đúng khó rồi nha. Hay lắc trái lắc phải mệt ghê. Ok, cũng ổn. Cũng được. Rồi, ra có tiền, yeah. Rồi, như vậy là mình đã có đủ tiền. Rồi, chơi để có thể mua được cái lá thư này, 666. Để xem là cái gì nào. Phong bì này có tên của mình trong đó. Thì căng thế. Mở khóa bài ở giữa. Ok, bài gì đây. Ủa, sao tương lại là máy chơi game Nintendo này. Wow. Chúng ta bàn này phải bấm nút cách nữa. Nhưng mà nó là nút để bấm. Nhiều là nút nhạc vậy. Wow. Khó nhưng mà. Khó nha. Uầy. Lâu lắm rồi mình chưa chơi kiểu thế độ 5 nút như này. Let's go. Hợp đồng. Gì đây? Có kiếp đồng gì đây? Ê, không ký gì đâu nha. Không ký kiếp cái gì hết á. Ơ, ký kìa. G-O kìa. Nhưng mà là... Hello boy! Boyfriend! À! Thằng boyfriend phải ký hợp đồng với quỷ à? Ủa chứ còn mình là nhân vật nào đây? Oh! Boyfriend đã ẩn mình ở dưới cái hình dạng của đơn gái. Và sắp biết về hình dạng gốc rồi.
Và đó, ok, tắt máy game. Và đó là hình bóng phản chiếu của thằng boyfriend đang chơi game. Chơi game quá 180 phút, ảo luôn. Và vẫn còn mấy bài ẩn nữa này. Vẫn còn thiếu tiền. Ôi, thật lấy tiền đâu ra mà chơi được nhỉ? Để xem story còn không ta. Oh, chúng ta mở được Missing No. Bài hát đứng đối đầu với con Pokemon lỗi trong game Pokemon. Ai chà, hay. Ôi, và chúng ta vào chơi game luôn. Chơi game Pokemon luôn đấy. Đủ hay vậy chưa? Ok, hợp lý đấy. Phòng gym, không vào phòng gym được. Không vào trong chợ được. Không vào trong Poke Center được. Có vẻ như là mình sẽ đấu với con Missing No ở đây. Không ngờ là phải vào lại Story Mode để mà chiến đấu tiếp luôn ạ. Ok đâu, con Pokemon lỗi từ đâu ra đây nào. Bam 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 bam. Cái kiểu nút hình 8 bit như này mình không thích tí nào nhá. Nhìn rất là khó chịu luôn ý. Mình thích cái nút kiểu cơ bản hơn. Rồi, tốc độ tăng dần à? Ôi, mất đi. Rồi. À, Pokemon này đúng ảo ma luôn. Wow. Cái đấy không phải là đóng tu nữa các bạn nhá. Đấy là bị glitch. Bị lỗi. Ok. Mình thì mình thích cái kiểu bài như này này. Nút nó khá nhiều và tốc độ rơi cũng nhanh, Bắt mình phải tập trung hết sức để mà không được. Ê! À đù! Bất ngờ thú vị đấy. Ê! Ok ok. Quá khó chịu nha. Nó đẩy nút mình ra. Quá hài đấy. Đúng là đấu với một con Pokemon lỗi khác. Game lỗi theo luôn. Rồi, để ý nút mình ở đâu nào. Ok. Đi lên cũng hơi khó chịu, nhưng mà vẫn chơi được. Bởi đoạn này dễ. Rồi. Ôi. Đừng có đổi nữa. Để ý đâu. Chà đĩa lắc 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 lắc. Từng 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 từng. Hay đấy. Đừng có đổi nữa. Mày khó chịu ghê ạ. Mày để yên được không? Ok rồi. Chắc xong bài rồi đó. Hay là cuối luôn. Nó làm cho mình khó chịu thật ạ. Rồi. Vậy là thêm tiền đúng không? Chưa xong. Mình ở dưới. Ok. Mình phải đấu với một con Pokemon nào đó. Ok, hay nhờ. Làm màn hình thì hay vãi. Đây. Pokemon Zombie à. Ủa, nhà hay nha. Brimstone.
Ồ, bài được đấy. Ê, không để ý cái là nó cho nhạc luôn đi. Ok, có một giờ là con Gasly đúng không? Bật giờ ra đây là con Genga này. Ờ, đúng không? Có một giờ con Gasly không nữa. Ok, đối với những Pokemon hệ mà gì? Hệ này hệ gì? Hệ ma hay là hệ tâm linh? Rồi con Genga làm được cái quần què này. Mày hát được chưa? Vâng, vừa mới nói xong nó hát liền cho mình nghe luôn. Ồ, vứt một quả bóng Pokemon ra. Liệu mình sẽ gọi là Pokemon nào đây? Ồ, mình gọi là Miss Signal để đấu với con Genga, ok. Thú vị đấy. Sao màn hình lại bị gì nữa đây này? Ok. Con này là con người ta. Con này cái gì múc ấy, mình không nhớ nữa. Tôi nhớ là nó bù lầy thôi. Cái gì nó là múc gì ta? Oh! Wow! Con này nó bắn tùm lum lên màn hình của mình nhỉ? Che nút chứ thật khó chịu như mày. Ok, triệu hồi thêm một khá chắc là cái bàn tay này không phải là một con Pokemon nào cả. Wow, biến thành girlfriend đã bị một biến cái khuôn mặt girlfriend thành donut. Ok, con quỷ này nó hơi bị mạnh quá rồi nha. Rồi sao? Sao lại cứu được con girlfriend đây? Hoặc có thể đây chỉ đơn giản là một con Pokemon biến hình thành thôi. Đấy, bài dài ghê.
hai kia nó bảy tay gật quá. Ok, chạy xong rồi này. Nhưng mà sao? Có cứu được girlfriend không? À, có vẻ như không. Chỉ đơn giản là hết thế thôi các bạn ạ. Và đó là cuộn băng Missing No. Ủa chỉ vậy thôi sao? Mình không tin lắm nha. Nhưng mà liệu như thế đã đủ tiền cho mình mua thêm bài tiếp theo chưa? 924 vẫn chưa đủ tiền. What the hell? À, là Missing No. À, là 3 bài ẩn vừa rồi. Còn 2 bài ẩn nữa. Đúng là bây giờ mình phải chơi cái bài Pasta Night này thêm một lần nữa các bạn ạ. Mới đủ tiền để mua được cái bài cuối cùng. Đúng là cái game này nó ác thật. Không chạy đi đâu được. Rồi, lần này sẽ là Lord X. Để xem là mình sẽ phải chơi nào đây. Ok, có vẻ như Lord X thì mình sẽ phải vừa bấm nút mà nút mình nó vừa bị văng lên văng xuống bởi sức mạnh của Mario MX. Mệt nha. Cứ phải bấm cái này hơi mệt đấy. Đó. À. Ủa thế đấy thì chơi Hypno thì mình được cái gì? Hypno thì con Lodic có làm cái gì mình đâu, đúng không? Đấy, cứ đúng nhịp là phải bấm cách một cái con quay nó lắc cứ ra giữa là bấm cách đấy, cứ đều như vậy. Ok, mình nên tập trung bấm nút hơn. Đó, từ rồi. Cái con lắc này mình không bấm nó thì từ từ không phải cộng dồn lại nhiều mới có thể thua luôn được. Mệt ghê á, đấm lên đấm xuống, chíu khọ. Ok rồi. Rồi, qua bài này là được đủ tiền. Chắc chắn phải đủ tiền rồi. Nào, để xem bài 999 đồng nó là cái quần què gì. Hả? À, làm sao nhét được cái đĩa vào trong một cái... Nhét được cái đĩa vào trong cái máy điện tử game trên cắm băng. What the hell? Con Hypno này nó lạ lắm các bạn ạ. Hypno trong đần độn này. Rồi tên bài là gì cơ? Shinto. Ok, không phải là sinh tố nha, mình tưởng là tên là tên sinh tố. Shinto à? Ok. Rồi. Coi trông nó nhoi vậy. Không tin được bài 999 đồng nó lại là cái bài như thế này đây. Và nghĩ rằng có vẻ là chắc là mình sẽ mua hết tất cả những cái bài này thì mới mở được cái bài cuối cùng.
một bài khá cute. Chưa thấy có cái độ gì là nguy hiểm hay là phức tạp cả. Chỉ mỗi tôi thấy cái con này trông nó cứ đần độn kiểu gì thôi. Chứ bài này chỉ thấy có sự cute rồi cái sự sôi nổi. Chưa thấy khó ở đâu luôn đấy ạ. Chắc là khó ở một số đoạn như vừa rồi đúng không? Một số đoạn mà gõ bấm phím ra quy luật. Ủa tưởng là phải có ném ra để bắt nó lại nha. Không, chuyện này không thể xảy ra được. Ủa cái gì ấy, gì ấy? Cái này không bao giờ được xảy ra. Mày đã làm gì? Ê tôi làm gì đâu? Tôi đã làm gì đâu? Mày chơi ăn gian. Ê ê, nãy giờ tôi chơi tử tế nha. Ê bây giờ mình chơi đàng hoàng tử tế, quan gian thế nào đâu mà nó bảo mình ăn chân gian. Ok. Và lạnh quá. Tại sao nó lạnh thế này? Ô, vẫn là bài. Bây giờ nó không còn là Shinto nữa mà nó là Shino. What the fuck? Con này là... Ê, các bạn thấy cái con Hypno này, cái cấu tạo của nó trông rất giống. Ok, có vẻ như đúng là cái tên của bài hát các bạn ạ. Shit. Ôi, tởm nhá. Tại sao có thể nghĩ ra được một con quái vật làm bằng shit được? Không phải là Hypno mà là Shitno. Oh no. Wow. Bạn, các bạn nào mà đang xem cái video này lúc ăn cơm thì mình xin lỗi các bạn nha. Chứ mình thấy là cái bài này là bốc mùi qua màn hình luôn rồi đó. À, không chơi ăn gian mà nó cũng cho mình nhìn con Hypno biến thành shit như này. Có thể cho tôi qua màn hình của tôi đúng không ạ? Đừng cho tôi nhìn con này nữa. Thề đúng tởm luôn á. Nhìn chỗ khác nhờ. Ok rồi, về rồi. Ê, không. Mình sẽ không nhìn sang bên đấy. Mình nhìn vào mũi tên của mình thôi.
đỡ hại mắt các bạn ơi. Rồi, có thể... Để tao biết đi nào. Đúng rồi đó. Chưa hết bài, vẫn còn. Ok, hơi mệt rồi nha. Ê, nó cứ chơi kiểu nút đôi bấm hai mũi tên cùng lúc khá là khó chịu. Ok, yeah, thôi, đừng có nhìn tao. Gray hết, gray à? Thêm tiền. Ủa, sao lại về lại story mode này? Ủa? Úi dồi, giật cả mình. Zombie gì đây? Vậy là xong chưa? Rồi, mình đã mua hết tất cả các cái trang bị, các món đồ trong này rồi. Và các bài hát của Free Play là đã xong chưa? Shinto và Shino, ok. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong bản mod Hypnos Lullaby phần 2 rồi. Đọc Pokédex nào. Kiểm tra tất cả mọi thứ nào. Shinto, Pokemon Fake Gray, Trainer, huấn luyện Pokemon Fake và Shino, thôi 3 chấm luôn, không dám miêu tả nữa. Đấy, chính thức là đã xong nha các bạn. Một bản mod khá là thú vị, nâng cấp của bản phần 1 mình đã chơi cách đây cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên rằng là độ khó của bản này thì mình thấy là chắc là do không biết trình độ mình tăng lên hay sao á. Chứ hồi xưa mình nhớ là mình chơi phần 1 á, đúng khó luôn, cứ lắc qua lắc lại này, khó ơi là khó. Và giờ thì chơi cái vèo là xong rồi. Ok, đây, mình cứ tưởng rằng là bản mod này sẽ tiêu tốn thời gian của mình nhiều hơn cơ, chắc phải tầm hơn 2 tiếng, nhưng thật ra thì cũng chỉ tầm gần 2 tiếng thôi. Được rồi, các bạn đánh giá như thế nào về cái bản mod Hypnos Lullaby phần 2 này? Hãy bình luận ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới nhá. Và hãy bình luận luôn cả những bản mod của game Pride and Funkin mà các bạn muốn mình chơi ở những tuần tiếp theo. Bình luận bên dưới nhá. Khi nào có tập sau, mình sẽ để lên đây luôn để các bạn có thể bấm vào xem cho dễ. Còn trong lúc chờ đợi thì đây sẽ là tập Friday Night Funkin' của tuần trước nhá. Đây, mình sẽ gặp lại các bạn ở một trong hai video này nhá.